Đầu tiên thì hãy tham gia một thử thách tìm hiểu về đất nước New Zealand. Không có gì là khó khăn đâu, chỉ là tham gia cho vui thôi. Câu đầu tiên, câu này dễ nè. New Zealand nằm ở châu nào? A. Châu Mỹ, B. Châu Âu, C. Châu Úc, D. Châu Đại Dương, và E là C và D đều đúng. 5, 4, 3, 2, 1. Đáp án là E, bởi vì châu Úc còn được gọi là châu Đại Dương. Qua câu số 2 nha, thủ đô của New Zealand là nơi nào? A. Auckland, B. Queenstown, C. Wellington, D. Sài Gòn hay là E. Brisbane? 5, 4, 3, 2, 1. Xin chúc mừng, đáp án đó là A. Auckland. Ủa, lộn, đáp án là C. Wellington. Câu số 3, mùa thu New Zealand vào tháng mấy? A. Tháng 9 tới tháng 11, B. Tháng 11 tới tháng 15, C. Tháng 12 tới tháng 3, D. Tháng 3 tới tháng 6 và E. Tháng 6 tới tháng 9. 5, 4, 3, 2, 1. Câu trả lời là D, từ tháng 3 tới tháng 6. Câu tiếp theo, tên Hán Việt của New Zealand là gì? A. Phi Luật Tân, B. Tân Tài Lan, C. Thiên Trúc, D. Tân Gia Ba hay là E. Cao Câu Lý? 5, 4, 3, 2, 1. Câu trả lời đó chính là B. Tân Tây Lan. Câu hỏi cuối cùng nha, đâu chính là biểu tượng của New Zealand? A. Trái kiwi, B. Chim kiwi, C. Dương sĩ bạc, D. Cả A và B đều đúng hay là E. Cả B và C đều đúng? 5, 4, 3, 2, 1. Đáp án chính là E. Chim kiwi và dương sĩ bạc. Vậy là chúng ta đã biết sơ về New Zealand rồi đó, là một quốc gia rất là đẹp, một trong những đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan Queenstown của New Zealand nha. Trời ơi, kiwi bên này hả, rẻ như là cà gió, cà chua bên mình vậy đó, 1 ký có 90 ngàn à. Bên mình chắc giá gấp đôi quá. Ăn lòi họng luôn, đã đời. Vậy mô hang. Mình đi chuyến bay của Air New Zealand từ Melbourne tới Queenstown. Thấy gần vị trí bay cũng cần 3-4 tiếng đồng hồ đó. Giá đặt thôi đã gần 5 triệu bạc rồi. Queenstown thì đi trước Melbourne 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, máy bay lúc mà gần hạ cánh thì đi qua dãy núi rất là đẹp, phủ đầy tuyết luôn. Mình nhớ tới cái hồi mà mình đi dãy núi Himalaya ở trên Bắc Ấn á. So beautiful. Gì vậy? Lâu lắm rồi mới đi máy bay mà bị lắc vậy. Hình như là sắp hạ cánh rồi đó. There's a time for us, I know we could have it all. If you stay for a while, I will show you I can make the call. Chào mừng mọi người đã đến Queenstown, thành phố nữ hoàng. Đi chơi thôi, no quá. Từ sân bay của Queenstown mà đi vào trung tâm là khoảng 8 cây số. Từng ngóc ngách nó đẹp ghê. Queenstown nằm ở phía nam của quốc đảo New Zealand. Bao bọc xung quanh thị trấn là những cái núi tuyết đẹp đến ná thở. Mà mọi người để ý đi ha, mấy cái nước mà gần với cực nam và cực bắc của trái đất á, thì luôn có thiên nhiên rất là đẹp. Vì quá xa xôi nên New Zealand là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới có con người tới đây sinh sống. Lục địa này thì được người châu Âu tìm ra và từng là thuộc địa của Anh. Giờ thì nguyên thủ quốc gia của nước này vẫn là nữ hoàng Anh đó. Nhìn lá cờ là biết rồi nè, hang coi chừng lộn với nước Úc đó nghe. Hai lá cờ này giống hệt nhau luôn. For New Zealand, Australian, Canadian, US and UK e-passport holders aged 12 years and over to self-process through passport control. As proud sponsors of the annual Air New Zealand Queenstown International Marathon, we're excited to welcome participants and supporters arriving to participate.
Ngọn đồi đó đẹp quá. Trời, tiếng Anh của mấy người ở đây nghe không nổi luôn. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Quintal thì mình rất là háo hức để vào làm thủ tục nhập cảnh vào New Zealand. Thì mình gặp một cái trục trặc nhỏ, đó chính là mình bị bộ phận xuất nhập cảnh giữ lại. Như mọi người biết thì New Zealand là một trong những cái nước mà rất là khó để lấy visa. Và theo luật di trú thì dù bạn đã có visa rồi nhưng mà khi nhập cảnh thì bạn vẫn có thể bị phỏng vấn tại sân bay. Và có thể bị, nếu mà bị nghi ngờ thì vẫn có thể bị trục xuất như chơi. Trời, rất là kinh khủng, hồi hộp gần chết luôn. Tự nhiên cái mình vừa đi qua khỏi an ninh ha, đưa visa chứng thực này xong cái họ kêu mình vô phòng. Lúc đó sợ là bị có vấn đề gì không nhập cảnh nữa, chắc chết. Tại vì đã tốn máy bay, tốn thời gian bay qua đây rồi. Xong họ đưa mình vô phòng, rồi còn bắt đầu hỏi khẩu cung giống như phỏng vấn vậy đó. Mình đợi cho tiếng đồng hồ luôn. Họ hỏi nào là mày qua đây để làm gì, rồi đi với ai, lịch trình như thế nào, chơi bao lâu. Rồi sau đó còn kêu những cái người mà đi chung đoàn với mình vào phỏng vấn riêng từng người để xem là cái khẩu cung có khớp với nhau không. Rồi hả, mình còn ngồi đợi. Trong khi đợi thì họ lấy hành lý của mình ra để kiểm tra. Nói chung là kiểm tra rất là kỹ nha. Rồi còn lấy giấy quỳ quẹt 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 để xem là có chứa chất cấm hay không. Rồi họ còn lấy cái hộ chiếu của mình đi kiểm tra cái gì đó rất là lâu mới quay trở lại. Nói chung là mình trả lời cũng hơi run mà tiếng Anh lại lúc đó không biết họ nghe hiểu không nữa. Nên cũng sợ là họ không có cho nhập cảnh nữa, chắc chết. Rồi hả, rồi mấy cái trái cây á, mình để trong cái túi sách á. Tại vì mấy cái trái cây còn dư mình đem từ Úc qua, như là kiwi á, táo á, rồi họ cũng không cho đem vô luôn mà hả, lấy đổ vô thùng rác trước mặt mình luôn. Nói chung là hồi hộp quá trời luôn, nhưng mà cũng không có gì, cuối cùng thì vẫn qua được thôi. Nhưng mà nó tốn thời gian vậy đó. Vậy là cũng được đặt chân vào đất nước New Zealand rồi. Bước ra khỏi sân bay mà mừng gì đâu á. Vậy cũng đã vượt qua được trùm cuối tại sân bay, đó chính là bộ phận xuất nhập cảnh. Giờ thì mình sẽ đi xe về khách sạn nha. Mấy cái này là mấy cái bông vàng khè mà hồi nãy anh thấy trên máy bay nè anh Trọng. Trời ơi, đẹp quá ha, nó nổ vậy chứ không vậy. Quintal đúng như tên gọi là thị trấn dành cho nữ hoàng, hay là đẹp như nữ hoàng cũng được. Là một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Otago với dân số chỉ có khoảng 16.000 người thôi. Thị trấn Quintal nằm bên cạnh một cái hồ nước xanh biếc phẳng như gương có tên là Wakabitu, là hồ lớn thứ ba ở New Zealand. Một cảnh được coi là đẹp phải có sơn có thủy nè. Và đệm dáng cạnh thị trấn còn có một cái ngọn núi có tên là Remarkable, mà lúc mình hạ cánh có thấy đó. Núi này thì cao 2.319m, và Remarkable có nghĩa là đáng chiêm ngưỡng. Mọi người có thấy nó ấn tượng không? Hai, bây giờ là 6 giờ sáng và đây là quang cảnh từ khách sạn. Ở bên này thì đi trước Việt Nam mình là khoảng 5 tiếng. Đây mọi người xem cảnh đẹp lắm nè. Buổi sáng thì trời rất là lạnh. Have a nice day. Gửi ngàn lời yêu thương đến Việt Nam. Đây là khách sạn Hilton. Chỗ này thì cách trung tâm khá là xa, nhưng mà nó nằm hoàn toàn cách biệt nên ở đây không gian rất là yên tĩnh. Buổi sáng thức dậy thì không khí cực kỳ trong lành. Chỗ này thì chỉ nghe mỗi tiếng gió và tiếng sóng lăn tăn trên mặt hồ mà thôi. Ngay phía trước khách sạn đó chính là hồ Wakabitu, và ở đây thì có rất là nhiều những cái con vịt tự nhiên. Và buổi sáng thì mình hay xuống để cho tụi nó ăn. Giờ thì đã hết xuân và chớm thu rồi nên trời đẹp. Tuyết vẫn còn phủ ở trên dãy núi Remarkable ở sau lưng. Mấy ngọn gió mang đầy hơi lạnh thổi buốt cả da. Không khí thì hít vào se se lạnh ở đầu mũi. New Zealand là nơi đáng sống nhất, cảnh đẹp nhất, nhưng mà cái giá trang trải ở đây cũng cao ngất ngưỡng vì chi phí rất là đắt đỏ. Và những cái nơi mà yên tĩnh và thiên nhiên đẹp thế này nè mới thu hút nhiều tỷ phú về đây để đầu tư định cư. Hôm nay thì mình sẽ đi nhảy bungee nha. Quintal được mệnh danh là thiên đường của các trò chơi mạo hiểm đó. Trong đó thì nhảy bungee nổi tiếng nhất ở đây, bởi đây là nơi khởi đầu của các trò chơi nhảy bungee trên thế giới. Chỗ nhảy bungee thì cách trung tâm là 25 km, đi 20 phút. Bạn có thể đi xe buýt miễn phí nếu đã đặt vé online.
Vậy thì giá cả như thế nào? Đó chính là bảng giá của nhà Benji nè. Giá thì sẽ thay đổi vào mùa cũng như là sẽ thay đổi vào tùy ngày nữa nha. Như mọi người thấy là thứ bảy là mắc nhất, còn ngày thường là 154 đô la của New Zealand, tức là khoảng 2,5 triệu lần đó. Đây, chuẩn bị treo cổ thằng này đây. Cái cục gì mọi người kìa. Are you ready? Good luck my friend. Come over there. Nè Khải. Có tình cảnh này không? Đây chính là sàn nhảy bungee đầu tiên trên thế giới, có mặt từ năm 1988, còn sớm hơn là tuổi đời của mình nữa trời. Trẻ em và người lớn trên 10 tuổi là có thể chơi được nha. Và nó chịu được trọng lượng của người lên tới 230 kg. Tha hồ mà nhảy, thậm chí là ở đây còn cho phép bạn chơi nổi luôn là nhảy khỏa thân đó. Ở bên dưới là dòng sông Ngọc Bích rất đẹp mà không còn tâm trí để ngắm nữa rồi. Gió mạnh quá thổi bay hồn vía của mình đi đâu mất tiêu luôn rồi. Here we go, 3, 2, 1, bungee! Whoa, wrong way, dude. Wrong way. You go forwards, okay? So let go. Hands off. No touch. No touch. Here we go, 3, 2, 1, bungee! There we go. Coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law. I'ma let you be the boss, cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. We are kings of the world. And anywhere is homebound. We are kings of the world. Ở New Zealand đẹp không hẳn là ở điểm tham quan, mà là trên những đoạn đường đi. Bởi những cung đường vắng xe cộ sẽ cho bạn lướt băng băng qua những thảo nguyên, rừng cây, suối hồ đẹp như là một bức tranh. Khung cảnh này đâu đó phảng phất những ngôi làng ở Thụy Sĩ. Những căn nhà nhỏ xinh xinh trông rất là đông đúc, nhưng mà chỉ nghe mỗi tiếng gió cây xào xạc và tiếng chim chuyền cành mà thôi. Nơi bạn có thể nghe mọi âm thanh thiên nhiên đang thỏ thẻ bên vành tai của mình. Ngồi ở trong xe mà ngắm thị trấn Queenstown đẹp không góc chết mà quên cả chớp mắt luôn đó. Khung cảnh ở đây rất là đẹp nên được chọn làm cảnh quay ở trong bộ phim Chúa Tể Nhân Chiếc Nhẫn, đó là ngôi làng Hobbit. Đến New Zealand thì người ta hay thuê xe tự lái, trên đó có đầy đủ đồ nghề luôn, từ bếp giường cho tới nhà tắm, rồi đi từ Bắc xuống Nam đi chơi cả nhóm như vậy đó, cả tháng trời. Để mà có thể tự do đi du lịch cho đã đời, ngắm hết cảnh đẹp ở quốc đảo, rất là cận với Nam Cực này. Số hưởng gì đâu á, khi mà mình đến New Zealand cũng đúng vào mùa hoa lupin luôn. Đây là loại hoa dại nhưng mà sắc nước hương trời nha, hoàn toàn mọc tự nhiên đó. Ở đây thì mình thấy rất là hay, ở những cái chỗ mà càng hoang dại thì càng đẹp, càng ít con người can thiệp vào thì lại càng quyến rũ. Hoa lupin chỉ mọc ở những cái vùng đất mà gần với Nam và cực Bắc của bán cầu mà thôi. Hoa lupin thì nở vào mùa xuân sang mùa hè ở New Zealand, tức là khoảng từ tháng 10 tới tháng 3 hàng năm đó. Và để ngắm hoa lupin đẹp nhất thì mọi người hãy đến hồ Te Kapo. Đây là điểm mà người ta hay tới đây để chụp ảnh. Thú vui của người dân ở đây là cứ ra hồ mà chơi thôi. Mà cái hồ này nó có cái màu xanh rất là đẹp. Cứ hồ mà có màu xanh ngọc bích là thấy đẹp rồi đó. Chim hải âu bên này là đặc sản đó. Ủa lộn, đặc trưng á. Đi đâu cũng gặp tụi nó hết trơn á. Bên này tụi nó là bá chủ á. Mà mấy con chim hải âu đây dạng như quỷ vậy. Trời, bên này có chim sẻ nữa nè. Thấy chim sẻ bên này có khác gì chim sẻ bên mình không? Vào mùa đông thì bên này trời rất là lạnh, có tuyết nữa. Do là gần với hồ nữa nên khi mà gió thổi cộng với hơi nước bốc lên từ cái hồ á, là tơi cống rét buốt không chịu nổi. Vào mùa đông thì hải âu cũng sẽ di cư lên các vùng ở phía bắc. Ở đó thì có thời tiết ấm hơn một chút. Trời, chim còn có đôi có cặp nữa, còn chim ta thì cô đơn. Đi dạo bờ hồ cũng rất là thích.
New Zealand hiện tại tình dịch cũng không nghiêm trọng lắm. Hiện tại ở New Zealand nếu bạn muốn vào để mà du lịch hoặc là đi học hoặc đi làm rất là khó, trừ trường hợp bạn đã là công dân của New Zealand. Nếu mà đã đi ra khỏi New Zealand thì rất khó để mà quay trở lại. Ở New Zealand ở đây mọi người vẫn có thể đi ra ngoài mua sắm bình thường. Đây là vị trí đẹp nhất, là đài quan sát để mọi người có thể ngắm cảnh hồ Wakabito và ngọn núi Remarkable phía sau nè. Chỉ cần lại đây rồi bắt cái đi cáp treo lên này thôi. Giá vé đi lên đây là 44 đô ngồi cáp treo, tiền New Zealand là khoảng 700 ngàn tiền Việt. Từ trên cao nhìn xuống thì cái vịnh Queenstown rất là đẹp, và nếu may mắn thì mọi người cũng có thể thấy cả cầu vòng đôi nữa. Khi mà lên trên này thì người ta có thể ăn tiệc ở trên này, vì trên này có tiệc buffet nữa. Vừa ăn tiệc vừa ngắm cảnh thì không còn gì bằng. Trên này thì giá vé ăn buffet khá là mắc, gần cả triệu lận, nên thôi ngắm cảnh cũng đủ no rồi. Sau khi tham quan xong thì mình có thể đi một loại xe đặc biệt để đi xuống núi. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan một cái địa điểm khác. Ở trên hồ thì có rất là nhiều các hoạt động thể thao ha, như là mấy cái trò chơi cảm giác mạnh này nè. Cái này là đi tàu gì? Tàu cano siêu tốc ha. Trông rất là hấp dẫn. Mình thì không có đi cái cano này để dành tiền, mình sẽ đi một cái tàu khác có ý nghĩa hơn. Đây chính là chiếc tàu này đây, con tàu lịch sử ở New Zealand. Cái tàu này thì sẽ chở du khách đi xuyên qua cả hồ Wakabito luôn đó. Ở đây nhìn xa xa mọi người thấy gì không? Nó giống như cái con cá mập gì đó đang bơi á, nhưng mà thực chất đó là cái tàu ngầm thôi á. Để cho du khách đi chơi, tàu đó chở được 2 người. Còn cái con tàu mà mình nói là cái con tàu mà nó phun khối đen thù lùi đó. Cái tàu này thì cổ lắm rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cái tàu này để đi qua bên bờ bên kia của hồ Wakabito. Trời ơi, trên này gió rất là mạnh nha, đi càng ra xa nè. Đi ra khỏi bờ gió thổi muốn bay luôn vậy đó. Đây mọi người coi cảnh xung quanh nè, cái hồ này xanh ngọc luôn. Con tàu này có tên là Titius and Lore, hơi khó đọc. Con tàu này thì có tuổi đời gần 100 tuổi rồi. Con tàu này thì vẫn sử dụng than đó, và đây là tàu hơi nước nha. Con tàu này thì khởi động năm 1912, chung thời với tàu Titanic đó. Tuy nhỏ hơn nhưng mà số phận lại có vẻ được an bài hơn. Được mệnh danh là quý bà của Wakabito, vì trong tiếng Anh thì mấy cái con tàu thì hay được gọi là she. Trời ơi, quý bà vậy đâu mà phun khói đen thù lùi. Đây cũng được gọi như là một bảo tàng chuyển động của Queenstown. Mọi người lưu ý là từ tháng 5 tới tháng 6 vào mùa đông thì tàu sẽ ngừng hoạt động để bảo trì đó. Giá vé lên tàu này là khoảng 70 đô New Zealand, là khoảng 1 triệu 2 tiền Việt. Tàu chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ là sẽ qua được bờ bên kia. Tuy là trên tàu thì gió rất là lạnh nhưng mà được ngắm cảnh thì sự rất là thích. Mình đang lướt đi trên một cái hồ xanh ngọc bích, cách Việt Nam mình là 9.000 cây số.
Sau khi đi tàu một tiếng lạnh teo luôn thì mình sẽ tới một cái trang trại có tên là Walter's Peak. Tới đây thì mình sẽ được cảm nhận một cái không khí trang trại kiểu đồng quê của New Zealand. Hồi đó giờ coi phim thấy trang trại kiểu viễn Tây ha, có bò, gà, vịt, rồi bò sữa, cù này kia, bây giờ mới được chiêm ngưỡng đó. Đi qua trong này là coi mấy con này nè. Nó con cù, rồi con gì đây? Giống lạc đà. Con này nhìn gì mà nhìn. Ê, chàng trai tóc dài. Ờ, dễ thương ha. Trời ơi, sao bị nhốt trong này vậy? Đi con đừng có nhét vào trong miệng bạn, để yên bạn tự ăn. Đúng rồi, con cầm yên vậy đi, bạn tự nghĩa. Trời ơi, cho ăn loại hồng đó là địch, cảm ơn. Thì phát nội công thâm hậu, thúi quá. Thúi thì thúi thiệt. Nội né né hết ra. Mùi gì vậy? Mùi gì vậy? Dịch nó địch tức. Cái này là con lạc đà cù nè. Cái gì, alpaca hả? Nè đi con, ăn cho mập thay đi rồi quay hình cho nó đẹp. Trời, của miệng nó ăn dẻo chưa? Nó dễ thương quá hả? Ôi, nó ăn cái này con. Ồ, thích ăn cái món này, nó nghe mùi chạy lại liền à. Anh đang quay luôn hả? Hôm nay em đang biểu diễn là đang cạo lông cù nè. Trời, con nó nặng lắm. Nó cũng nằm yên cho ông làm nữa hả? Nhìn ngọt xót không? Lướt cái nào ăn cái đó. Xong rồi đó hả? Ok, chịu chậm luôn rồi. Trời ơi, khỏa thân. Lột hết bộ đồ của người ta ra luôn rồi. Rồi đủ rồi ba ơi. Hoài có cảnh đó. Không có đồ mới sexy hen. Nhiều người thì họ thích ngồi bên trong để uống cà phê, còn mình thì lại thích đi ra bên ngoài để đi dạo và ngắm cảnh, bởi vì rất là hiếm mới có thể gặp được và tận hưởng cái không gian nó đẹp như thế này. Sau khoảng 3 tiếng đi dạo và rong chơi thì Tàu sẽ quay trở lại rước mọi người về với thị trấn Queenstown. Cảnh đẹp lắm mọi người ơi. Đi đâu cũng thấy đồng cỏ rồi, bao la bát ngát xanh rờn. Trời ơi, đường bên này gì đâu mà lắc lư quá trời luôn. Đường nhựa mà gì mà bông chóc ổ gà không. Trời, có tuyết nữa kìa. Đẹp quá. Bữa nay quá đẹp rồi. Quá đẹp. Cái bữa mình tới Ốc Lình, con mình vô thành phố Ốc Lình ăn tối thì mà. Cái thủ ngắm đi nha, mai về rồi đó. Ủa, cái chỗ mà mình đi tới đây tên gì ta? À, Sotover hả? Bây giờ thì cả nhóm đang chuẩn bị chơi một cái trò chơi khác. Sao mà cái đồi nó không có cây hết, toàn là cỏ không không? Hả?
Sau đó thì mình tới sông Sotover. Tại đây thì có một cái trò chơi cảm giác mạnh. Chỗ này thì rất là gần với thị trấn Queenstown, chừng 5-6 cây gì đó. Here at the Sotover Zest, the most dangerous running boat in the world. But I love the sightseeing. A few moments later. Mình đang đứng ở bên bờ sông gọi là sông Sotover. Bây giờ thì trời âm u quá, hình như là chuyển mưa rồi đó. Sotover là một con sông xanh ngọc bích trong vắt, dài 75 cây số. Nó sẽ giao với con sông Karawao, chỗ mà mình nhảy bungee đó, rồi sẽ cùng nhau chảy ra hồ Wakabito ở thị trấn Queenstown. Con sông này thì chảy khá là xiết và đi qua những cái vách đá hẻm núi rất là gắt ngang. Đây được coi là địa điểm mà người ta hay chơi chèo thuyền vượt thác nè. Và cái trò tàu phản lực này, giá vé trò chơi này là 130 đô, khoảng 2 triệu đồng đó. Trò này thì có từ rất là lâu đời rồi, năm 1965 tới giờ. Sử dụng động cơ là V8 kép, tốc độ lên tới 90 km một giờ, lướt nhanh qua những hẻm đá xém bị trúng tới mấy lần. Nhất là mấy cái khúc cua xoay tròn 360 độ đến nghẹt thở. Người ta nói lướt tàu phản lực để đi ngắm cảnh mà còn hồn vía nào đâu để nhìn. Giờ chơi tiếp nè. Sổ mũi luôn. Quá lạnh rồi. Vậy là mình và cả nhóm đã đi chơi xong, cũng như là đã giới thiệu với mọi người về cảnh đẹp của Queenstown. Dù là hành trình kết thúc nhưng mà kỷ niệm thì sẽ còn mãi thôi. Hỡi các ông hoàng, nữ hoàng đang đợi bạn chiêm ngưỡng sắc cảnh thiên đường ở Queenstown đó, cùng ngắm lại những cảnh đẹp một lần nữa nha. Thank you.
Hiện tại mình đang sống ở thành phố Christchurch. Mình mong là Khải và mọi người vẫn còn mạnh khỏe ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch mình nghe nói rất là nguy hiểm hiện tại. Ở New Zealand hiện tại dịch không nghiêm trọng lắm. Khoảng 2-3 ngày thì có khoảng 1 hoặc 2 ca. Lâu lâu 1 tháng thì sẽ có khoảng mười mấy người. Đa số trường hợp nhiễm dịch bệnh ở bên đây là do những người ở nước ngoài vẫn còn tiếp tục vào New Zealand vì họ là có quốc tịch ở New Zealand. Hiện tại ở New Zealand nếu bạn muốn nhập cảnh vào New Zealand thì không thể nào được. Để mà du lịch hoặc là đi học hoặc đi làm rất là khó. Ở New Zealand mình đã sang đây được hơn 6 năm rồi. Mới đầu sang đây mình cũng bỡ ngỡ. Tiếng Anh thì cũng bập bẹ, không nói được giỏi như các bạn khác. Mình phải học thêm tiếng Anh, sau đó mình mới có thể học và làm việc được. Tháng 8 là tháng cuối cùng của mùa đông và rất là lạnh. Cho nên ban đêm mình phải mở máy sưởi lên. Mình đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ công việc ở nông trại đến nhà máy, tiệm tạp hóa, rồi dẫn đến con đường đi học, đầu bếp và định cư ở bên New Zealand. Nhưng mình mong muốn là mình có thể giúp gì đó cho các bạn đang ở Việt Nam về cuộc sống cũng như cách làm việc với lãnh sự quán. Chúc Khải và mọi người dồi dào sức khỏe. Mong dịch bệnh ở Việt Nam sớm kết thúc. Mọi người ơi, cố lên!